Em tôi bây giờ con cô ruột tôi đó nó học ở nước ngoài á, học bên Úc. Trời ơi tôi quá rành. Dạng sống lưu vong, tiền đâu mà gửi về, bà đặt nó đừng gửi tiền về. Gửi tiền về bà nội tụi bay có tiền, tụi bay sống cho tụi bay nuôi thân tụi bay là tao còn chút tình người á. À. À vậy hả? À, mấy thì không sao, có thể mình truy cập vô cái chương trình mới của cái Facebook á, do bạn không có truy cập vô chương trình mới á, thì nó có mấy cái lâu lâu nó hay gỡ lên á. À mà trên xe như bạn nói á, là gì mình nói là Mobi Home á, mấy cái xe mà giống như xe buýt á, di chuyển được, hoặc là nếu là cái remote nó di chuyển được, nhưng mà cái xe đó đậu ở đất đó không phải trả tiền cho cái chủ đất đó nữa, nó đâu có cho đậu đâu. Ví dụ mình kéo cái remote cái nhà của mình kéo tới đó mình ở đó, thì mình ở trên cái miếng đất đó thì phải trả tiền cho chủ đất đó, mình chỉ có cái remote của mình thôi đó. Đó là Mobi Home đó bạn. Trời ơi xa lạ gì cái lũ bao que, nhưng mà nó thiệt mình. Trời ơi, chị Kiều, bạn nói đúng đó nha Linh. Chị Kiều gì mất giá chết mẹ. Bạn gì bạn bạn mình ở bên 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 Mỹ đầy, có con nào bị người Việt mà nó lấy chồng Việt đâu. Trời ơi nghèo chết mẹ luôn. Vì mình đúng không, bên đó chơi 6 tháng nha, mà coi như là ra quán cà phê ngồi á là chỉ có biết ai không, chỉ có người Việt cái mà vô quán cà phê, người Việt mà vô quán cà phê ngồi nha, gì mày nói hỏi ra mới biết là đó là chủ chủ tiệm nail hay là nó chủ cái gì đó, thì người Việt mới mới ngồi đó. Còn mấy cái thằng á mà qua cà làm nail nè là không bao giờ bước chân ra được khỏi cái tiệm nail. Còn cái thằng người Việt nào mà bước vô quán cà phê ngủ uống cà phê thì thằng đó là chủ. Còn thứ hai là cái thứ cái ăn trợ cấp á, thất nghiệp á. Muốn không? Cái thứ ăn trợ cấp mấy bạn. Rồi bây giờ đây nè, ở đây đây quê mình nè, đây. Chị kêu về đây 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 lảng nhảng vào đây hỏi ra mới biết, hỏi chi nó thất nghiệp ở bên Mỹ mà không làm một ngày là đó ngày, cái thằng nào mà về Việt Nam chơi lâu là thằng đó thất nghiệp. Để, không biết mình đang like cho mọi người hay không, nó có lũ bao quen rồi mà nhào vô đây mà nói chuyện tao nè. Thằng nào mà về Việt Nam ở 1 tháng mà không đi á thằng đó thất nghiệp. Mượn trong cái thẻ nó cho mượn nghe, nó cho mượn 5.000 bao nhiêu đó, ở Việt Nam vẫn rút được, qua bên đó trả lại cho nó cái thẻ nó đem về. Thiệt luôn đây nè, bạn mình về nó đưa cái thẻ mà nó nói là tao về đây là tao cầm có 5.000 thôi, tiền vé máy bay rồi về là tao còn có 5.000, nhưng mà bạn mình ở với Canada nghe, ở Mỹ cũng có, là nó nói là nhưng mà tao xài mà nếu mà tao ở lại mà tao gia hạn thêm 2 tuần nữa thì tao hết tiền á, là tao tao rút nó cho tao mượn thêm khoảng mấy ngàn nữa trong cái thẻ, tao có quyền rút thêm mấy ngàn nữa, nhưng mà qua đó tao làm tao trả lại. Chứ tưởng gì Kiều giàu lắm mà hai lũ luôn. Bạn tôi là nó còn trẻ nghe, nó qua sau này nó đi làm ăn nghe, chứ không phải cái lũ ăn qua phe nha. Lũ qua phe thì không có đâu, đâu có thẻ đâu mà mượn. Bạn tôi là nó còn trẻ đó, nó qua đó nó lấy vợ nó sinh con nó đi làm đó, nên nó mới có cái thẻ đó nghe. Còn ăn wifi thì có cái thẻ wifi thôi mấy má, không ai cho mượn tiền đâu nghe mấy má, mấy má ba que. Trời đất ơi tôi rành 18 cầu vồng cổ, muốn không thật khui ra cho nghe không biết gì. Chào bằng Diệu nha. Mình nói thật á, mình coi coi nó nổ, mình thật mình coi 4 5 năm nay rồi, Quỳ Quýt Ly hay là cái gì đó, là cái gì ba cái đài đài
cái gì sống bằng thuốc nổ đó, FPT rồi này nọ, lên nổ chết mẹ. Trời ơi, kìa bằng toàn châu và bạn Nhã Linh kìa, trời ơi xa lạ gì bọn người ơi. Trời ơi tôi lạy. Rõ ràng luôn Nhã Linh, rõ ràng luôn bạn mình á, 22 năm từ từ năm 91 92 là mình học lớp 10, xong rồi bạn mình nó đi qua Mỹ là đến năm ngoái nó về, là đúng là 22 năm nó mới về, nó than dây bọng nó về đây ha, tụi mình á đi karaoke đi tất cả mọi thứ cho nó chơi ở đây, tụi mình đều chi hết, không để cho nó chi luôn, tại nghĩ bên đó nó còn con cái này nọ, bên đó nó vật chất nó khổ, nói cho các bạn nghe luôn á, hôm nào nó về đây mình sẽ live stream cho các bạn coi. Chẳng qua mình không, mình lúc đó mình coi biết cái mình ghét á, chứ còn nếu mình có chú ý là mình live stream cho các bạn coi rồi. Bên Mỹ nó luôn, nó về nó thấy mình ngồi nhậu nó thèm nó chạy nó giải kìa. Trời đất ơi. Trời ơi, mọi người đều biết nhau hết rồi hả? Chị Nhã Linh này có vẻ là rất là nổi tiếng nè, lên đây ai cũng chào chị Nhã Linh đó ha. Đúng rồi, ở Mỹ nợ ghê lắm, nợ lắm Nhã Linh nè, bên Mỹ nợ đầy. Bây giờ mình có người thân bên đó về biết mà nợ đầy. Nhớ hồi xưa mình nói gửi cho mình 1.000 2.000 đô, cái thời mình bao cấp, mình sống cái thời bao cấp mình biết lúc đó Việt Kiều về nó long lanh lắm, nó thơm lắm, long lanh đi nó tỏ hào quang luôn, nhưng bây giờ Việt Kiều bạn mình về trời ơi đi ra đường má thèm nhìn luôn á, má ơi quê tôi nó nghèo lắm luôn á mọi người, nhưng quê tôi nghèo nghèo chứ nhà không có xe hơi đi, quê tôi nghe huyện thôi nghèo lắm nhưng mà có xe hơi đi, nhà tôi cũng 2 3 chiếc, bà nội cha sắm xe nào cũng có được. À, bạn Nhã Linh à, giống mình á, mình không có ác cảm, nhưng thà là như người Mỹ đi, đúng rồi người Mỹ á, nó hận mình nhiều hơn vô, mà tại sao mà bây giờ nó quay lại nó bắt tay nó làm ăn với mình, người Mỹ nó hận mình nhiều hơn, tại sao mình là người Việt Nam với người Việt Nam với nhau mà 43 năm rồi làm không được cái gì hết, ăn được có thấy nó chửi 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 chửi. Tôi là người Việt Nam, tôi bên Việt Nam, tôi có xấu có xa cũng là người Việt Nam của tôi, mấy người không phải là người Việt Nam, tôi nói thiệt á, có thời bao cấp tôi đi xách cái bình dầu lửa, nhà tôi bao nhiêu khẩu tôi mua bao nhiêu lít dầu để xịt đèn, chưa bao giờ tôi hận, tôi cũng bênh vực người Việt Nam của tôi bênh vực đất nước của tôi. Đúng rồi bạn, tôi sống từ cái thời bao cấp mà, tôi đi mua muối hột á tôi phải xếp hàng nè, chưa bao giờ tôi hận đất nước của tôi, sao mấy người kỳ vậy, mấy người là có phải là người Việt Nam không ba que, nói tức thiệt cái chứ, nếu là người Việt thì phải bên người Việt phải bên đất nước mình mới là người Việt, người Việt gì mà ăn rồi quay đầu về chửi đất nước chửi con người mà mình là mấy người đó là người Việt hả,